Quý vị và các bạn thân mến, Khánh Phương còn nhớ là khi mà còn ngồi trên ghế nhà trường thì cái mục tiêu để trở thành cháu ngoan Bác Hồ là mục tiêu mà được rất là nhiều những bạn học sinh hướng đến. Mỗi bạn sẽ chọn cho mình một cái phương pháp học tập, rèn luyện khác nhau, nhưng nhìn chung thì chúng ta đều dựa trên tiêu chí là phải làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, và đây cũng là mục tiêu phấn đấu trong học tập cũng như là hướng đến tương lai sau này. Chúng ta đều nhớ những cái cảm xúc của tuổi thơ ấu, cảm xúc khi mà được nhìn thấy hình ảnh của Bác Hồ với rất nhiều câu chuyện, với rất nhiều bài hát. Và khi mà đến trường thì chúng ta cũng như vậy, chúng ta nhớ là có một cái huy hiệu nho nhỏ treo ở trong cái sổ bé ngoan khi mà chúng ta học mẫu giáo, hoặc là khi mà lớn lên học cấp 1, cấp 2 thì chúng ta luôn luôn hướng tới danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ, và chúng ta luôn nhớ 5 điều Bác Hồ dạy. Điều 1, yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Điều 2, học tập tốt, lao động tốt. Điều 3, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. Điều 4 là giữ gìn vệ sinh thật tốt, và điều 5 là khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Đó là một trong những ký ức không thể nào quên của tuổi thơ mỗi người, và cũng có thể thấy chân dung của vị cha già của dân tộc là một trong những nhân vật truyền cảm hứng nhất của dân tộc Việt Nam, khiến cho chúng ta đều luôn luôn nhớ tới. Và chị Khánh Phương cũng vừa nhắc đến câu chuyện về cháu ngoan Bác Hồ, và chúng tôi cũng sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một câu chuyện về cô bé Nguyễn Ngọc Trinh mà chúng tôi sắp giới thiệu tới đây, là một trong những điển hình tiêu biểu về tuổi nhỏ làm việc nhỏ theo lời dạy của Bác. Trong không gian lớp 4C1, trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, cô học trò nhỏ Nguyễn Ngọc Trinh đứng trước lớp đọc cho các bạn học sinh nghe những câu chuyện về cuộc đời của Bác. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thì việc đầu tiên của con chính là chủ động. Vì chủ động sẽ giúp con hoạt động mọi thứ tự theo bản thân con và không cần ai nhắc nhở. Thế nên là đấy là điều mà con ấn tượng nhất về những thói quen sinh hoạt của Bác. Vinh dự trở thành đại sứ văn hóa đọc thủ đô năm 2017-2018, khi mới chỉ là một học sinh lớp 2, tình yêu sách đã được Nguyễn Ngọc Trinh nuôi dưỡng và lan tỏa đến bạn đọc và cả thầy cô giáo một cách nhẹ nhàng. Những cuốn sách qua tay của Trinh cũng trở nên ý nghĩa hơn. Rảnh, bà ấy luôn đọc, thì bà ấy rất là đam mê với sách. Vì sách luôn là một người bạn tốt, để có thể đưa cho mình rất là nhiều kiến thức tốt. Bà ấy luôn luôn đọc những cuốn sách hay và thường hay chia sẻ cuốn sách khác cho nhiều bạn học sinh ở lớp cũng như toàn trường. Bà ấy cũng rất là tích cực tham gia các hoạt động khác về sách. Chỉ thực hiện tốt việc học tại trường, Ngọc Trinh còn ấp ủ xây dựng được một tủ sách cộng đồng tại khu dân cư. Những ý tưởng khuyến đọc, tổ chức các hoạt động định kỳ như các bác hưu trí trông coi, khai quản thư viện được Ngọc Trinh đưa ra. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, dự kiến phải đến hè năm nay tủ sách mới đi vào hoạt động. Bạn là một học sinh rất là nhanh nhẹn, hoạt bát, là tích cực ạ. Và cái thành tích học tập của con ấy thì cũng rất là đáng ghi nhận. Con cũng tham gia vào một số cái hoạt động, đặc biệt là những cái hoạt động bề nổi, ví dụ như là hùng biện chẳng hạn, bởi vì con là một bạn có điểm mạnh về cái ngôn ngữ. Có đọc cho cháu nghe từ bé, cũng hay đọc những câu chuyện về Bác Hồ. Thế những tấm gương Bác hay tự tìm hiểu này, học hỏi rồi con đường của Bác, và thứ hai nữa là cháu lại chăm đọc sách, cháu tự tìm hiểu rất nhiều và cháu xem tivi các cái nguồn tư liệu trên đấy, cho nên là cháu có những cái cảm nhận là cái tấm lòng nhân ái, từ thiện rồi bác ái, tất cả mọi thứ là cháu học được rất nhiều. Dịch Covid-19 đi qua, có lẽ nhiều người vẫn còn nhớ đến hình ảnh của học sinh nhỏ đem toàn bộ số tiền được lì xì ngày Tết của mình đóng góp với Thành đoàn Hà Nội để mua khẩu trang và nước rửa tay phục vụ mọi người phòng chống dịch. Mang kèm theo số tiền là bức thư em viết gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Trong đó, Ngọc Trinh xin tham gia cùng các anh chị Thành đoàn Hà Nội đi phát khẩu trang và nước rửa tay cho nhân dân trong những ngày cả nước căng mình chống dịch. Người nhỏ nhưng việc làm không nhỏ, những hành động ý nghĩa của mầm xanh tương lai này xứng đáng với danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ.